con tôm luộc ngoài. Mẹ ơi, mẹ ơi, thế rồi đôi vô. Mẹ cứ ơi, thế rồi tao ở Việt Nam nha. Mặc dù hơi lùn nhưng quá xa lát đâu cả nhà. Trà lên một bộ đồ giống như kiểu doanh nhân thành đạt cả nhà ơi. Hôm nay là Nhân sẽ đi làm một cái nhiệm vụ rất là cao cả. Đó là chính là đầu tiên là sẽ đưa Leo đi đi lên cái gì sân bay để mà Leo kiểm tra sức khỏe này kia, để mà trước ngày bay, trước ngày Nhân bay về Việt Nam là cách khoảng còn hai một tuần hoặc 10 ngày nữa là Nhân về, thì Leo sẽ nhiệm vụ là sẽ đi công việc mới đó chính là gì thì Nhân xin phép bây giờ Nhân chưa tiết lộ, tính Nhân là cả nhà cũng sẽ hiểu dần thêm là Nhân khi nào có đủ hết, đầy đủ hết thì Nhân mới có vẻ công khai hơn, nên là Nhân mặc bộ đồ rất là lịch sự vì hôm nay đi gặp các đối tác ở những cái công ty rất là lớn. Là Nhân đã dậy rất là sớm, là từ 5 giờ sáng là dậy để mà Nhân làm video. Nhân làm video xong hết rồi, giờ Nhân đăng video lên sẵn để tối nay để cho cả nhà xem. Đó, bây giờ bắt đầu Nhân đăng nha cả nhà. Hello cả nhà, đi thôi cả nhà ơi, let's go. Trời quá lạnh cả nhà ơi. Lạnh như thế này mà mặc bộ đồ này thật sự là chỉ có chết cống. Mặc dù là trong bên trong là Nhân mặc là áo là ba lớp nhưng mà thật sự là lạnh cả nhà. Tí nữa phải mặc thêm cái áo khoác nữa. Bây giờ đi nha. Mình tranh thủ mình lên xe mình đi. Let's go tay đó. Hey, cả nhà ơi, thanh niên nhà ta đang dắt Leo đi. Leo ơi, Leo. Là mình sẽ phải đi, đây là gần sân bay nha cả nhà, nó sát sân bay luôn á. Thì mình đi vô đây để mình khai đồ này kia các kiểu để và trình bày cái vấn đề của mình á, để mà họ coi thử là ok hay không để họ cấp giấy cho Leo đi về nha. Hay Leo đi về với lại Leo đi qua Nhật lại, quay lại Nhật. Cô chú ơi, em Leo đang ngồi nè cô chú ơi. Cô chú đang ngồi, Leo đang ngồi. Không la. Rồi bắt đầu người ta đang kiểm tra nha cả nhà. Đấy. Đi tới đi. Sốt tuần đi. Không ai, bây giờ anh sợ nó không dám chui ra. Anh sợ tiêm thuốc hay là ấy này kia, anh sợ cả nhà. Thường là vô mấy cái bàn này ngồi thì là bắt đầu là họ sẽ tiêm thuốc, còn bây giờ là bác sĩ sẽ kiểm tra. Đấy, konnichiwa, bác sĩ kiểm tra cho mình. Cả nhà ơi, cả nhà thấy không? Trời ơi, ta nói về như kiểu là Nhân đang đi buôn đồ vậy đó cả nhà. Mua hết cái siêu thị để mang về luôn, cỡ mà đi được xe bán công, bán tên container gì là mang về được Việt Nam là mang hết luôn. Là bây giờ hai vợ chồng Nhân đang bắt đầu là cho tất cả các loại bánh kẹo đồ vô. Cả nhà, gần 1 giờ đêm. Đây cả nhà, 12 giờ rưỡi đêm mà 3 giờ sáng là Nhân phải thức dậy. Cả nhà thấy không, vì lần này có Leo đi nên là Nhân phải chuẩn bị tất tần tật giấy tờ thủ tục, mất công mình ra trễ giấy tờ đó gặp lục đa lục đục. Nhưng ở đây thì cả nhà nhìn thấy rồi, ôi giời ơi, chưa có cái gì xong với cái gì hết. Hành lý, hành ơ đổ ngoài đây, đến ngoài ngõ đây. Ôi trời ơi, cả nhà ơi, hôm nay Leo Đăng Thư cũng về nhà đây. Leo Đăng Thư được mặc đồ mới đi về Việt Nam nha cô chú ơi. Đó, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Leo đứng này. Ôi, Leo được về Việt Nam mà cô chú. Thường á là Leo sẽ có cái lượt chải tóc riêng cả nhà, nhưng mà bây giờ là bây giờ kiếm không có kiếm nữa, thời gian nó không còn á. Nên là Nhân đại luôn chi Leo luôn. Không biết làm sao đây nè, về phải là nghe lời mẹ Nhân nha, không có đi chơi, không có chạy đi long nhong nghe chưa, biết không? Ngồi xuống qua đi Leo, ngồi xuống qua đi, con ngồi xuống, đúng rồi, giỏi quá ta.
Đó, bỏ tay bên này. Đấy. Rồi bắt đầu let's go đi nha cả nhà. Bây giờ là hai vợ chồng Nhân thắp nhang để chào mẹ chồng Nhân đi về ở cả nhà. Thì hôm nay là ngày cuối cùng rồi Nhân ở đây. Thì đến khi mà Nhân có em bé thì mong là mẹ với ba phù hộ cho con. Có em bé đó con quay qua lại ẵm cháu ở cho mẹ cháu ở cho ông bà nha. Mẹ cho con đi tới nơi mình tới chốn bình an nha mẹ. Và cho con điều ước của con được thành công mẹ nha. Cả nhà ơi, hôm nay thì hai vợ chồng Nhân sẽ không đi bằng xe của Nhân, mà hôm nay là Nhân sẽ thuê xe. Là anh này là một là anh bạn rất là thân ở bên Nhật của Nhân á cả nhà. Đây chiếc xe này. Cả nhà ai mà có muốn thuê xe đi sân bay mà ở Kansai là liên hệ với ai nhờ? Anh Suốt ơi. Liên hệ với anh Suốt, đây là rất là hiền nha cả nhà. Và đây là hành lý của Nhân. Ôi giời ơi, nhiều lắm cả nhà ơi, đằng sau nữa nghẹt luôn. Rồi bây giờ mình let's go đi anh thầy. No, ok đó. À tới đó. Chèn ơi, tao nói ông Leo ông lên đứng trước rồi kìa, không biết ai lại ai quen chứ lên xe là đi trước rồi, không biết về Việt Nam sao đây nè. Về Việt Nam tao bắt đi luôn, leo lên xe vậy là tao bắt đi luôn. Nha cả nhà ơi, ôi giời ơi, đây cô chú ơi, đấy mỗi người một việc. May là đi hôm nay là có anh, có anh Suốt nha, có anh bạn của vợ chồng Nhân hỗ trợ, chứ có hai vợ chồng Nhân mà mang hơn cả biết bao nhiêu ký, bao nhiêu cái vali như thế này. Đi vô cả nhà thấy không, cả nhà thấy kiện hàng chưa cả nhà? Trời ơi cả nhà ơi, cả nhà nhìn dòng người kìa, đổ bộ về Việt Nam kìa, quá trời luôn, đông lắm cả nhà, tuốt tuột dài kéo đằng dài đằng kia kìa. Đó, thì hai vợ chồng Nhân đang xếp hàng cho cô leo. Anh Tài Rư leo đâu leo à, leo vẫn ngơ ngác cô chú ơi, leo vẫn chưa hiểu đang chuyện gì, đưa cái leo đi đâu vậy cô chú. Cái mặt nó kìa. À, cả nhà ơi, thì thủ tục cho chó về Việt Nam đó là bây giờ là đó, thì mình giấy tờ xong hết rồi mình bỏ chó đó mình cưng nha. À, leo leo bỏ lên cưng. Cả nhà biết gì không, ra tới đây thì mới biết thêm một điều nữa là phải mua thêm một kiện nữa. Anh Tài Rư đang đóng tiền. À, hai cha con đang đóng tiền bên này. Trời ơi, Nhân nói rồi, việc Nhật Bản mà mang được hết là Nhân mang được luôn, thuê cái container tới chở đi luôn, không cần nói nhiều nữa. Chứ đâu mà ta nói trời ơi nhiêu mấy kiện anh nhờ, 2, 4, 6 kiện, 6 kiện lớn, à xách tay 2 kiện nữa là 7 kiện lớn luôn à. 7 kiện lớn nha cả nhà, 7 kiện lớn. Dễ mang thì cho 7 kiện lớn là mỗi kiện là 23 kg, 160 mấy, gần 170 cân hành lý, chỉ có hành lý ký gửi, chưa tính hành lý xách tay. Dễ mang gần 200 kg. Leo nó đang đứng nó đợi ba nó chưa biết ba nó làm cái gì, điều gì kìa cả nhà. Ôi ơi, ba làm cái gì vậy ba? À đây cả nhà, đây là mức phí cho Leo và cũng như một kiện hành lý đi cùng nữa nha. Là nãy Nhân có mua một kiện hành lý á, đây nè, là mức giá là khoảng là 3 man 2, thì tính cho khoảng tiền bây giờ là khoảng 17 đi, là khoảng 3 triệu 4 á cả nhà, 3 triệu 4. Đó là cái này là Leo đi về và cả là cái một kiện hành lý nha. Xin chào mọi người. Hôm nay em được gặp idol rồi. Chúc anh chị may mắn nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị cho em được lên TV. Đi gửi như là ký gửi hành lý gì đó, mà bắt đầu từ ở Kansai là sân bay Osaka về tới Nha Trang, tiếng bay cộng tiếng bay và tiếng quá cảnh và tiếng bay từ Hồ Chí Minh về Nha Trang tổng cộng tập hết nha, tôi tính dao động khoảng hơn 10 tiếng đồng hồ. Trời ơi, 10 tiếng đồng hồ mà trong ôi hai cha con nói lời tạm biệt nhau kìa. Thương quá.
Cố lên, cố lên. Leo ơi. Cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên. Leo, 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 bye bye. Bye bye, Leo, bye bye. Bye bye nè. Ôi, cái nhà ơi. Còn con trai mà tôi yêu thương. Bye bye, bye bye Nhật Bản. Bye bye, bye bye Nhật Bản. À, bây giờ Nhân vô trong trong ấy luôn nha cả nhà. Đi vô đây. Hai vợ chồng Nhân đã lên máy bay rồi. Thật sự là hạnh phúc nha cả nhà. Hạnh phúc vui vẻ không quạo nha. Thế đó. Trời ơi, lần này về được Việt Nam cùng với nhau mà về thời gian rất là lâu. Thông thường hai vợ chồng Nhân về á, nếu mà về cùng với nhau á thì thông thường anh Tài Lương chỉ về được vài ngày thôi, thì Nhân phải cố gắng lịch trình sắp xếp, sắp xếp chạy theo để mà anh Tài Lương được đi cái này cái kia các kiểu. Còn lần này thì không, lần này thì vợ chồng ta đã có nhau, đi đâu cũng sẽ có nhau rồi. Cái gì ơi, mừng quá. Ôi ôi, cái cảm giác hạnh phúc sương. Mệt đó, mệt. Chồng ơi. Đang ở đâu đó? Mẹ quý ơi. Thế là tao ở Việt Nam nha. Vui quá. Tới Việt Nam rồi nha cả nhà ơi. Rồi bây giờ mình let's go, mình đi vô trong kia nha. Ok, let's go. Đi cứ. Cảm ơn anh. Cả nhà ơi, tới nơi rồi. Leo nhà T đã được mấy anh ở hãng Việt Nam Airlines để sẵn lên đây nha cả nhà. Ôi, Leo kia, Leo khỏe không Leo? Ôi, à, đây tao đắt rồi T. À. Leo gen kia, Leo gen kia đẹp có. Leo mắt tao rồi, nó không bè nói cả nơi ơi. Leo gen kia comment ra sao Leo nè. ママごめんな。ちょっと軽くなった。ああ、そうか。 Món quà siêu to khổng lồ mà ông trời đã ban tặng cho hai vợ chồng Nhân khi vừa đặt chân tới Việt Nam. Cái này gọi là đúng người đúng thời điểm. Các bạn ngồi ở đây không phải là đợi hai vợ chồng Nhân ra, mà đính chính là mấy bạn ngồi ở đây đợi một idol từ bên Thái về. Nhưng mà trong lúc đợi idol ra thì vô tình là hai vợ chồng Nhân đi ra có gặp các bạn. Và cái giọng vang từ các bạn phan âm ra thì Nhân quay qua nhìn thì Nhân mới hết hồn, là không nghĩ là các bạn là ngồi đây đợi một idol nhưng đã nhận ra hai vợ chồng Nhân. Và sự chào đón rất là nhiệt tình, những cái tay, những cái giọng vang vang lên kêu tên hai vợ chồng Nhân, và những chiếc điện thoại đưa lên, và đặc biệt nữa là những trái tim thả bằng tay, đó chính là dành cho hai vợ chồng Nhân. Mặc dù các bạn ngồi ở đây không phải ngồi đợi hai vợ chồng Nhân, nhưng cái tình cảm và cái sự quý mến của các bạn dành cho hai vợ chồng Nhân là một người bình thường mà cuối cùng cũng được nhận được cái tình yêu to lớn như vậy, thật sự là cả đời hai vợ chồng Nhân cũng sẽ không bao giờ có được. Đây được gọi là món quà siêu to khổng lồ mà ông trời ban cho nhân, cho vợ chồng Nhân khi vừa đặt chân tới Việt Nam. Thì cả nhà ơi, bây giờ lại nối chuyến thêm một lần nữa nha, là Leo phải vô trong này tiếp nữa nè cả nhà. Mà bây giờ Leo nó đuối lắm rồi, nãy giờ nó uống được nhiều nước, nhưng mà vì là cái lồng nó to quá thì mấy chị nó không có xách tay lên máy bay được, phải cái lồng nhỏ kìa. Phải cầm một cái lồng bằng vải á, thì mình mới mang được chó theo, còn cái lồng của Nhân là quá khổ, lớn quá. Từ Nhật về nãy giờ là về, nếu mà kể là cho Leo lúc là Leo vô đợi đồ này kia cũng 7 tiếng, 8 tiếng đi. Về tới đây bây giờ bay thêm khoảng tất tần tật nữa, khoảng 2 tiếng nữa là 10 tiếng đồng hồ. Mà Leo bây giờ nó đuối, nãy giờ nó đuối lắm rồi ở cả nhà. Nhưng mà mong là nó về tới Nha Trang nó sẽ không sao. Hai vợ chồng nó cũng lo. Rồi, Leo ơi, bye bye Leo. Leo kìa, cô chú ơi. Nó ói rồi nè, thấy không? Bây giờ mình có thể bỏ bé ra chút xíu cũng được. Em 6.3 rồi, em có số ký của bé rồi. Bây giờ bé mệt thì mình có thể bỏ bé ra chút xíu rồi em làm thủ tục.
Ói luôn cả nhà ơi, ói rồi. Mang con chó về á, tại vì lúc đầu là mình không biết. Đáng lẽ nếu mà mình biết câu chuyện nó sẽ là câu chuyện khác. Bởi vì là khi mình biết á, là mình sẽ biết là mình mang chó, là mang cái lồng á, là nhất những con chó nhỏ này á, là được quyền mang lên máy bay, là được đi chung với người luôn mà nó ngồi ở dưới. Người ngồi trên ghế thì nó ngồi ở dưới chứ chân người á. Thì nhưng cả nhà ơi, nhưng vừa mới lên máy bay, anh Tài Rư rất là mệt. Cả nhà nhìn đây, anh rất là đừ rồi. Thương quá, cái nhà ở đường rất là đường rồi. À, bây giờ hai vợ chồng Nhân lên máy bay, là chuyến này là bay về Nha Trang luôn nha cả nhà. Bay về Nha Trang luôn, và bay về Nha Trang như thế nào thì Nhân sẽ quay lại cho cả nhà xem. Nhân cảm ơn chị. Quay cho cả nhà xem nha. Bây giờ là ngồi trên máy bay đã khoảng về Nha Trang chỉ có 40 phút thôi, 45 phút thôi. Rồi let's go. Nhà ơi, đây cái nhà ơi, em lại anh la. Trời ơi, anh la quá chừng la. Rồi, mình nhân biết rồi. Rồi, mình nhân đón em liền. Trời ơi, bay một hành trình dài luôn đó anh. Từ bên Nhật về đây đó. Chó này của Nhật á. Bay từ bên Nhật về luôn. Rồi, không có ừ đứa xài. Leo, ừ đứa xài đam mê. Leo. Leo, rất là buồn luôn cả nhà. Bị thùng đã bị rách hết luôn cả nhà ơi. Đồ đạc Nhân mua các kiểu. Đúng rồi, dạ em chào chị. Được. Em đợi em xíu nha, em quay cái này cái đó nó bị rách hết rồi. Bị rách hai thùng bị rách nha cả nhà. Thì để về Nhân kiểm tra coi là có bị mất gì hay không. Nhưng trước mắt là bị rách thùng là như vậy. Rồi bây giờ Nhân xin phép đây có chị này, chị đang ấy chụp hình này, hai chị mình chụp ha. Dạ, chụp nha chị. Hôm qua dạ. Em mới xem clip mà chị đã về rồi hả? Dạ, em về rồi. Nhân vừa mới về tới nhà Nhân rồi, cả nhà nhìn đây. Nhưng mà có một điều bí mật, đó chính là Nhân để cho mẹ Nhân đi ra ngoài quán ăn. Thì Nhân khiêng đồ vô trước xong mà Nhân làm bí mật cho mẹ Nhân coi thử thấy anh Tài Rư thì cảm giác của mẹ Nhân như thế nào. Mọi thứ đều là bí mật nha cả nhà. Đây, nhà Nhân bây giờ không có ai hết, bây giờ Nhân vô nhà. Đi vô anh ơi, đi vô hè ơi, khiêng vô. Anh, chú ơi, phụ con khiêng giùm con vô. Khiêng đồ vô. Không, khiêng phụ, mọi người khiêng phụ chú vô. Rồi, bây giờ mình vô mình để đồ xuống đây hết nha. Đây, leo qua chị. Rồi. Thì cả nhà ơi, lên xe rồi và bây giờ Nhân sẽ điện cho bé cháu Nhân để Nhân bày tiếp tình hình là sẽ phải làm những cái gì nha. Nguyệt ơi. Gì Nhân nói nè. Nghe Nhân nói nè. Chút nữa gì Nhân tới đó là con á dẫn bà ngoại đi vệ sinh hiểu không? Hiểu chưa? Dẫn bà ngoại đi vệ sinh thì dì Nhân sẽ cho dượng vô, xong rồi dì Nhân chỉ cho cách dượng làm, xong rồi ngoại thì sinh ra thì bà ngoại nó ngồi ăn, xong rồi dượng bưng dĩa đồ ăn ra nha. Nghe chưa? Nghe không? Dì Nhân tới nói Nhân muốn con dẫn ngoại đi vệ sinh liền nha. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Không, rủ ngoại cũng đi. Ngoại ơi, đi vệ sinh với con không? Nha. Biết không? Ok. Vậy nha. Ok. Dặn luôn rửa tay, chú mẹ nó sẽ. Không, quên phải kêu ăn rồi, tôi đeo quán, tôi chưa hết, tôi kêu chưa qua mai sáng được. Rồi, ok, cả nhà là tình hình là Nhân đã kêu cháu Nhân, nói chung là cái bí mật này, cái sự đốt chen này, cái trôi này á thì cũng rất là góp sức rất là nhiều người bạn bè cháu Nhân, rồi cả là kết hợp rất là nhiều, thì coi thử cái thành công hay là không nha, viên mãn hay không là còn đợi vào cái khúc chót nữa. Rồi ok, let's go đi thôi. Hello, tại tôi Eban nè, tại tôi Eban cô đèn á, ok sang akete. Tôi là Oka san, Oka mite re. Mẹ ơi, tôi đang đói bụng. Mọi người đang đi đây nha. Anh có dĩa, cách cái dĩa nào? Có dĩa nào? Đồ nữa, đã khóc. Chút nữa á chị, là mẹ có ra hết. Là chị có thử cái này. Là cho mọi người thấy được cái này nha. Là gì mà mẹ không có nha. Cái đồ đối diện với mình hát đi ra. Ok. Là không chị chồng luôn. À, bắt đầu sẽ diễn ra như thế này nha. Anh Tài Rư ta sẽ bưng bưng chén đồ ăn ra, và mẹ Nhân bây giờ đang đi vệ sinh, nhưng cái cháu đi cho mẹ đi vệ sinh rồi. Bây giờ chỉ còn mẹ Nhân ngồi ghế, anh Tài Rư sẽ mang ra, đã có anh Tài Rư nhận cho mẹ Nhân hai tóc nha. Rồi ok, let's go lại diễn nha. Anh cũng không rất là anh nhiều cả. Quá đời cho nó quay cái đường này luôn.
Mẹ ơi, mẹ ơi, thế rồi đôi vô. Mẹ ơi, mẹ ơi. Anh mắt ta chạm nhau, chỉ muốn ngắm anh lâu thật lâu. Ừ, Trinh hả? Ô Việt, ô Việt. Mẹ ơi, con trai ha, chào mẹ với coi như là bất thành lời nha. Đúng là thành lần không biết đấy, không biết về đó. Mẹ yêu ơi, con yêu mẹ nhiều. Mẹ luôn là phật sống của đời con. Mẹ ơi, cho con tình yêu cao quý. Mẹ là lý trí của đời con. Mẹ yêu ơi, con yêu mẹ nhiều. Những tháng ngày làm lũ vì con, đạo làm con. Con luôn thấu hiểu, con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Thương quá. Ôi ơi. Rồi, ok. Con mạnh khỏe. Ok luôn. Vui không mẹ? Vui. Vì bất thành lần có biết năng ấy chưa về chứ ai. Dạ, vui đúng không? Rồi bây giờ anh Tài Lương ngồi đây với mẹ luôn nha. Ok. Vui em chị Thận vui ha. Đây mẹ chị Thận quay Tài Lương, ô nê sẵn không? Ô nê sẵn. Ghen kỳ đẹp có. Mẹ ơi. Ghen kỳ đẹp có kỳ quá. Ghen kỳ đẹp có, xin chào chị ơi. À, khỏe không chị ơi? Khỏe không chị ơi? Khỏe. Khỏe. Bây giờ bắt đầu là mình tiến hành vô ăn uống nha cả nhà. Đó, về như thế này các bạn vui lắm rồi. Mẹ Nhân thì cảm xúc là mẹ Nhân vui hay là chị có quá nhiều. Quá nhiều rồi. Không phải là chị biết đi. Đúng không? Mẹ ngồi đây nè, anh ta đang ngồi đây. Không nghĩ là chưa biết về. Em bất ngờ. Dễ thương không? Em mệt á. Tôi nói với mọi người coi như là tôi đúng là tôi năm cháu chữa ra kêu xe ra đây chứ còn đi trên đường hai bà cháu là cộng ba người mà sự bất ngờ không có biết con về. Anh chờ thấy thật ra lại nó ôm nó sầm cái thì mới biết ngẩn lên mới biết mắt thì mà mờ mới nhìn rõ rồi chờ biết sự bất ngờ rồi. Vui không mẹ vui không? Vui. Đây con mang con của con về cho mẹ đây. Sự bất ngờ đây, vui. Đây con mang con của con về cho mẹ đây. Đây con từ Nhật mang về được không? Nhưng mà mẹ lùi hành năng. Nó từ Nhật mang về đó. Đây là cháu mẹ được không? không có thích chó cả nhà ơi, thích con đẻ con cho thì được chứ cháu thì không ưng đúng không mẹ? Đây là chó cháu à. Đấy. Nó tẻ rồi, yên tâm. Mặt tẻ đây nè, nó mặt tẻ nè. Mặt tẻ nhìn nè, nó mặt tẻ nè, đâu có sợ đâu. Mặt tẻ ha. Đã nha, ấm nha. Ấm cu ấm chim. rồi ok, vậy là bây giờ mình ăn ha. Thì thằng hôm nay vui không? Đúng không? Vui. Không cũng bất ngờ. Chị nói cho mọi người em về chị có biết không? Không. Không biết hả? Chị vui không? Về có ai chị vui? Về chị gặp ai được ai chị vui? Bất ngờ. Gặp ai? Gặp ai với ai nữa? Gặp ai nữa? À, xong rồi ngày đưa uống cà phê nữa ha. Sáng dậy đi uống cà phê cho em trai ha. Được không? À, thì đã cả nhà bây giờ gia đình Nhân đã về được với nhau rồi. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã đồng hành cùng với kênh Vợ Chồng Nhà Nhân. Nếu cả nhà thương yêu Vợ Chồng Nhà Nhân thì cho hai vợ chồng nhà nhân một nút like. Nút like, một nút đăng ký kênh, chia sẻ kênh, ủng hộ Vợ Chồng Nhà Nhân nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye.